Cô Thanh chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến trên kênh YouTube của trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Hôm nay ở tiết học này chúng ta sẽ tiếp tục bài 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ năm 1428 đến năm 1527. Trong bài 20 có 4 phần: một la mã tình hình chính trị quân sự pháp luật, hai la mã tình hình kinh tế xã hội, ba la mã tình hình văn hóa giáo dục và bốn la mã một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. Ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu phần một la mã tình hình chính trị quân sự pháp luật, và trong tiết học này cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu phần hai la mã và phần ba la mã của bài. Riêng phần bốn la mã là nội dung giảng tải. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần hai la mã của bài 20 nhé. Phần hai la mã tình hình kinh tế xã hội sẽ bao gồm hai nội dung, một nhỏ là kinh tế, hai nhỏ là xã hội. Khi nói về kinh tế nước ta thời phong kiến thì chúng ta luôn luôn tìm hiểu về ba lĩnh vực của kinh tế, đó là nông nghiệp, công thương nghiệp. Cái phần công thương nghiệp trong bài này đã được ghép cả phần thủ công nghiệp và phần thương nghiệp vào thành một cái tiêu đề là công thương nghiệp. Và trong ba cái lĩnh vực kinh tế là nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, chúng ta đã được học ở những bài trước thì chúng ta thấy đều có sự tác động qua lại. Nông nghiệp phát triển sẽ thúc đẩy làm cho thủ công nghiệp và thương nghiệp được phát triển. Tuy nhiên, trong cái nền kinh tế của nước ta thời phong kiến thì nền kinh tế chủ đạo quan trọng nhất vẫn là lĩnh vực nông nghiệp. Về kinh tế nông nghiệp của nước ta ở thời Lê Sơ thì chúng ta biết rằng là nhà nước Lê Sơ được thành lập sau cái cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng và Lê Lợi lên ngôi vua, thành lập ra nhà họ Lê. Và suốt 20 năm bị nhà Minh đô hộ, tình hình kinh tế nông nghiệp của nước ta bị giảm sút bởi ruộng đất bị bỏ hoang, làng xóm tiêu điều, nhân dân cơ cực. Chính vì vậy, nhà nước Lê Sơ đã có những chính sách để khuyến khích sản xuất nông nghiệp được phục hồi và nhanh chóng phát triển. Đó là vua Lê đã cho 25 vạn lính về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh, và 10 vạn lính còn lại sẽ thay nhau chia làm 5 lượt về quê sản xuất. Đồng thời, nhà nước cũng cho kêu gọi dân phi tán trở về quê làm ruộng. Dân phi tán tức là những người dân đã bỏ làng ra đi trong thời gian chiến tranh vì cuộc sống khó khăn, thì nay nhà nước kêu gọi họ trở về quê cũ để mà nhận đất để canh tác. Thì cái chính sách kêu gọi dân di tán về trở về quê của nhà nước nó sẽ góp phần giải quyết được hai vấn đề: một đó là tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang, và hai đó là tình trạng dân bỏ làng đi di tán. Để quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nhà nước đã đặt ra các chức quan chuyên lo về nông nghiệp, đó là khuyến nông sứ, hà đê sứ và đồn điện sứ, đồng thời cho thực hiện lại phép quân điền. Phép quân điền là cái chính sách di ruộng đất của vua cho nông dân canh tác cày cấy ở mỗi làng. Thì cái chính sách chia ruộng đất công của vua cho dân này gọi là phép quân điền. Đồng thời, nhà nước cũng ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. Chúng ta biết là trong nền kinh tế nông nghiệp thì sức kéo của trâu bò rất là quan trọng. Nó góp phần làm cho nền sản xuất nông nghiệp mau chóng được phục hồi và có thể nhanh chóng tăng năng suất. Nhà nước cũng cấm điều động dân phu trong mùa cấy gặt để đảm bảo cho năng suất và
được gọi là việc lao động trong nông nghiệp được đảm bảo. Bên cạnh đó, các công trình thủy lợi cũng được quan tâm như là đắp đê, đào sông, đắp đê để mà ngăn lũ lụt và đào sông để có thêm nguồn nước cho đồng ruộng. Chính vì sự quan tâm đến sản xuất nên nền sản xuất của nước ta sau chiến tranh đã mau chóng được phục hồi và đời sống của nhân dân được cải thiện. Lúc bấy giờ người ta ca ngợi nhà nước Lê Sơ với cái sự phát triển của nền sản xuất nông nghiệp bằng những câu đời vua Thái Tổ Thái Tông hóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn. Thì hai cái câu này muốn nói lên cái sự phát triển của nông nghiệp mùa màng bội thu, làm cho đời sống của người dân được no đủ. Cô mời các em ghi bài. Ở phần một nhỏ kinh tế nông nghiệp, chúng ta sẽ ghi các nội dung sau cho bài học. A nhỏ nông nghiệp, cho 25 vạn lính về quê làm ruộng sau chiến tranh, còn lại 10 vạn quân chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất, kêu gọi dân phi tán trở về quê làm ruộng. Đặt ra các chức quan Hà Đê Sứ, Khuyến Nông Sứ, Đồn Điền Sứ chuyên lo về nông nghiệp, thực hiện phép quân điền, cấm giết mổ trâu bò, cấm điều động dân phu trong mùa cấy gặt. Và trong cái phần bài ghi này, như cô vẫn thường nhắc, là các em có thể tạm dừng màn hình để chúng ta ghi chép bài học vào trong tập nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung tiếp theo của kinh tế, đó là phần công thương nghiệp. Như cô đã nói trong bài 20, cái phần kinh tế, thủ công nghiệp và thương nghiệp đã được ghép chung thành phần B nhỏ công thương nghiệp. Hay chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu cái nội dung bài học này với hai ý là thủ công nghiệp và thương nghiệp nhé. Về thủ công nghiệp thì có hai loại hình: thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp nhân dân. Thủ công nghiệp nhà nước là các xưởng thủ công do nhà nước lập ra, chuyên sản xuất đồ dùng để phục vụ cho nhà nước. Còn thủ công nghiệp nhân dân là các nghề thủ công truyền thống đã có từ lâu đời trong nhân dân, hay nó còn được gọi bằng cái tên khác là thủ công nghiệp dân gian, thủ công nghiệp truyền thống. Lúc này các làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời như là làng Hợp Lễ, làng Chu Đậu ở Hải Dương, làng Bát Tràng ở Hà Nội chuyên làm đồ gốm, hay là làng Bãi Bái ở Bắc Ninh chuyên đúc đồng, làng Vân Tràng ở Nam Định chuyên rèn sắt, vân vân. Ở kinh thành Thăng Long cũng hình thành nên các phường thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng như là phường Nghi Tàm dệt vải nhỏ và lụa, phường Yên Thái làm giấy, phường Hàng Đào nhuộm điều, vân vân. Về loại hình thủ công nhà nước thì lúc này thành lập các xưởng thủ công nhà nước được gọi là cục bách tác, chuyên sản xuất đồ dùng cho vua như là làm vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng, các nghề khai mỏ, đồng, sắt, vàng được đẩy mạnh. Trên màn hình chúng ta có hình ảnh để minh họa cho các nghề thủ công nhân dân đang rất phát triển. Ở góc trái là hình ảnh một lò rèn thủ công ở làng Vân Tràng thuộc tỉnh Nam Định ngày nay. Làng Vân Tràng là nổi tiếng với nghề thủ công, đó là nghề nghề rèn. Rồi những cái sản phẩm của làng gốm Bát Tràng đó là đồ sứ có họa tiết rồng phượng, hay là sản phẩm chiếc chuông đồng của làng Bãi Bái.
Vàng Đại Bái nổi tiếng với nghề đúc đồng. Chúng ta thấy có sản phẩm chuông đồng hay là lư hương đồng, đó là những cái sản phẩm của làng thủ công Đại Bái, Bắc Ninh. Về thương nghiệp thì để thúc đẩy cho thương nghiệp phát triển, nhà vua khuyến khích lập chợ, họp chợ và ban hành những điều lệ cụ thể quy định về việc thành lập chợ và họp chợ này. Chúng ta thấy được trích trong bài Việt Sử Ký Toàn Thư, đó là điều lệ họp chợ. Trong dân gian, hãy có dân là có chợ để lưu thông hàng hóa, mở đường giao dịch cho dân. Các xã chưa có chợ có thể lập thêm chợ mới. Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày họp chợ cũ hay trước ngày họp chợ của chợ cũ, để tránh tình trạng giành tranh khách hàng của nhau. Chúng ta thấy là những điều lệ quy định cụ thể về việc họp chợ cũng như là lập thêm chợ mới để nhằm mục đích thúc đẩy thương nghiệp trong nước phát triển. Ngoài thương nghiệp trong nước thì còn có thương nghiệp với nước ngoài hay còn gọi là ngoại thương, và trung tâm buôn bán với các thuyền buôn của nước ngoài vẫn là bến cảng Vân Đồn. Ở trên màn hình này chúng ta thấy bến cảng Vân Đồn xưa và nay, đó là một bến cảng luôn hoạt động nhộn nhịp và là thương cảng rất tầm út trong việc giao dịch buôn bán với các thuyền buôn của nước ngoài. Xin mời các em ghi bài ở phần hai nhỏ của kinh tế, đó là phần kinh tế công thương nghiệp. Về công thương nghiệp thì chúng ta sẽ ghi nội dung bài học. Các ngành thủ công truyền thống như kế tơ, dệt lụa, đúc đồng, rèn sắt, làm gốm phát triển. Nhiều làng thủ công và phường thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời như gốm Bát Tràng ở Hà Nội, rèn sắt Vân Tràng ở Nam Định và đúc đồng Đại Bái ở Bắc Ninh. Cục Bách Tác chuyên sản xuất đồ dùng cho nhà nước và nhà vua khuyến khích họp chợ, lập thêm chợ mới, tiếp tục buôn bán với nước ngoài. Phần ghi bài học này các em cũng tạm dừng màn hình để thuận lợi cho việc ghi bài của chúng ta nhé. Bây giờ cô sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo của phần hai la mã, đó là tình hình xã hội. Về xã hội thì chúng ta xem xét cái sơ đồ các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội thời Lê Sơ. Về giai cấp thì có giai cấp địa chủ, phong kiến và giai cấp nông dân. Giai cấp địa chủ, phong kiến bao gồm vua, quan, địa chủ. Đây là cái giai cấp giàu có quyền lực trong xã hội phong kiến. Và chúng ta đã từng học trong những cái bài trước khi tìm hiểu về xã hội nước ta ở các triều đại thì thuộc giai cấp trên, tầng lớp trên của xã hội. Về các tầng lớp trong xã hội thời Lê Sơ lúc này thì có tầng lớp thợ thủ công, thương nhân, nô tỳ. Thợ thủ công và thương nhân ngày càng tăng lên về số lượng. Về nô tỳ thì chúng ta thấy là ở thời Lê Sơ cái tầng lớp này giảm dần do nhà nước Lê Sơ nghiêm cấm việc bán mình làm nô tỳ hoặc là ép bức dân tự do làm nô tỳ. Và mời các em ghi bài ở phần hai nhỏ xã hội. Nông dân là giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ trong xã hội. Tầng lớp thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông. Họ phải nộp thuế và không được xã hội phong kiến coi trọng. Thấp kém nhất xã hội là nô tỳ. Số lượng nô tỳ ngày càng giảm vì nhà nước Lê Sơ
nghiêm cấm bán mình làm nô tỳ hoặc ép dân tự do làm nô tỳ. Sau khi hoàn thành phần bài ghi hai nhỏ xã hội, chúng ta sẽ chuyển qua nội dung mới, đó là phần tiếp theo, Ba La Mã, tình hình văn hóa giáo dục. Trong phần Ba La Mã sẽ bao gồm hai nội dung, một nhỏ tình hình giáo dục và khoa cử, hai nhỏ văn học, khoa học, nghệ thuật. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần một nhỏ trước nhé. Trong phần một nhỏ tình hình giáo dục và khoa cử thì chúng ta sẽ xem xét hai ý, một là giáo dục, hai là khoa cử. À, khoa cử tức là thi cử. À, về tình hình giáo dục và khoa cử thì chúng ta thấy ở lĩnh vực giáo dục, nhà nước Lê Sơ đã cho dựng lại trường Quốc Tử Giám ở Thăng Long, mở nhiều trường học, mọi người dân đều có thể đi học và đi thi. Ở các đạo phủ đều có trường công và tài liệu học tập và thi cử chủ yếu ở thời Lê Sơ, đó là các sách của nho giáo. Về thi cử, nhà nước Lê Sơ đã tổ chức được 26 khoa thi. Trong mỗi khoa thi đó sẽ được tổ chức thành 3 kỳ thi: thi hương, thi hội, thi đình. Và với 3 kỳ thi trải qua 26 khoa thi, nhà nước Lê Sơ đã lấy đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên. Ở thời Lê Sơ, nội dung học tập thi cử là các sách của đạo nho, chủ yếu là Tứ Thư và Ngũ Kinh. Để Tứ Thư là gì? Tứ Thư sẽ bao gồm Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ Kinh bao gồm Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Dịch, Kinh Lễ và Kinh Xuân Thu. Và chúng ta thấy là lúc này nho giáo rất được trọng dụng, còn Phật giáo và Đạo giáo thì bị hạn chế. Ở trên màn hình chúng ta thấy Phật giáo là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập, nho giáo là do Khổng Tử sáng lập, và Đạo giáo hay còn gọi là Đạo Lão là do Lão Tử sáng lập. Thì lúc này Đạo giáo rất được, à, cô xin lỗi, nho giáo rất được nhà nước Lê Sơ coi trọng. Sao? Vì sao mà nho giáo lại được coi trọng? Bởi vì nho giáo với nội dung tam cương ngũ thường, hướng con người đến cái tư tưởng với lòng trung thành, sự hiếu thuận, thì nó là cái nền tảng vững chắc cho sự tồn tại của nhà nước phong kiến. Cho nên nho giáo lúc này rất được coi trọng. Trong nho giáo, tam cương là nói đến cái quan hệ quân tư phụ. Quân tức là đạo quân thần, đạo vô tôi, đề cao chữ trung. Sư tức là mối quan hệ thầy trò. Phụ là nói đến mối quan hệ cha con, phụ tử. Thì trong tam cương này là nho giáo đề cao sự trung thành, hiếu thuận. Ngũ thường là năm chuẩn mực đạo đức của con người: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Đây là quang cảnh của một trường thi thời phong kiến. Chúng ta có thể thấy những thí sinh dự thi được gọi là sĩ tử thời bấy giờ, thì mỗi người sẽ làm bài thi trong một cái lều riêng của mình, và bài thi sẽ được đặt trên một cái chiếc chổng tre nhỏ. Cho nên các em thường nghe nói về cái việc mà ứng thí thời phong kiến đó là lều chổng lên đường đi thi. Đây là quang cảnh của một trường thi. Phía trên cao sẽ có một cái giám khảo quan sát và các sĩ tử sẽ làm bài thi trong các lều thi của mình ở phía dưới. Các khoa thi sẽ được tổ chức qua 3 kỳ thi.
là thi hương, thi hội, thi đình. Kỳ thi hương và thi hội được tổ chức ở các địa phương, và riêng kỳ thi đình thì sẽ được tổ chức tại kinh thành. Kỳ thi đình này là để chọn tam khôi, tức là đỗ nhất, đỗ nhì và đỗ ba. Đỗ nhất sẽ được phong trạng nguyên, đỗ nhì là bản nhãn và đỗ ba là thám hoa. Khi đỗ trạng nguyên thì sẽ được vinh dự là về làng báo tổ tiên quy và được khắc tên tuổi quê quán vào một tấm bia và được vinh dự đặt bia đó ở văn miếu Quốc Tử Giám. Chúng ta thấy là năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho dựng bia ghi tên tiến sĩ ở văn miếu. Mỗi tấm bia này phải được đặt trên lưng của mỗi một chú rùa, mà người ta gọi những cái tấm bia ở văn miếu này là bia tiến sĩ. Mời các em ghi bàn. Một nhỏ tình hình giáo dục và khoa cử. Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc Tử Giám ở Kinh Thành, mở nhiều trường học ở các đạo phủ đều các trường công, mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát. Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo, đạo giáo bị hạn chế. Nội dung học tập thi cử là các sách của đạo Nho. Trong cái phần ghi bài này thì các em cũng sẽ tạm dừng màn hình để thuận lợi cho việc ghi bài của mình nhé. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục nội dung tiếp theo của bài là phần hai nhỏ: văn học, khoa học, nghệ thuật. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phần văn học. Văn học thì có văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Các tác phẩm văn học chữ Hán có Quân Trung Từ Mệnh Tập, Bình Ngô Đại Cáo, Quỳnh Uyển Cửu Ca, Úc Trai Thi Tập, Lam Sơn Lương Thủy Phú. Thì trong các tác phẩm văn học chữ Hán này, Quân Trung Từ Mệnh Tập là một tác phẩm của Nguyễn Trãi. Đó là tác phẩm tập hợp các bức thư mà Nguyễn Trãi đã viết cho Quân Minh để mà thương lượng đàm phán trong thời kỳ diễn ra cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Bình Ngô Đại Cáo cũng là tác phẩm do Nguyễn Trãi viết, được xem như là quyển nhật ký viết về toàn bộ của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, từ khi bắt đầu khởi nghĩa cho đến khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng. Quỳnh Uyển Cửu Ca là một tác phẩm của Hội Văn Thơ Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông sáng lập. Quỳnh Uyển Cửu Ca có nghĩa là chính quốc ca ở Quỳnh Quỳnh. Úc Trai Thi Tập là một cái tác phẩm thơ của Nguyễn Trãi, Úc Trai tức là hiệu của Nguyễn Trãi ha. Lam Sơn Lương Thủy Phú là một tác phẩm viết về vẻ đẹp của núi Lam Sơn và sông Lương, cũng như là ca ngợi công trạng của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Về văn học chữ Nôm thì chúng ta có các tác phẩm Quốc Anh Thi Tập, Hồng Đức Quốc Anh Thi Tập, Thập Giới Cô Hồn Quốc Nữ Văn và Lã Đường Thi Tập. Và Quốc Anh Thi Tập là tập thơ của Nguyễn Trãi, Hồng Đức Quốc Anh Thi Tập là tập thơ của vua Lê Thánh Tông. Thì Hồng Đức chính là niên hiệu của vua Lê Thánh Tông. Thập Giới Cô Hồn Quốc Nữ Văn là một tác phẩm viết về 10 điều răn dạy cô hồn bằng chữ quốc ngữ. Thì chưa rõ tác giả, nhưng theo các giới chuyên môn thì cái tác phẩm này được coi là của vua Lê Thánh Tông. Về tác phẩm Lã Đường Thi Tập thì đây là một cái tập thơ của Thái Thuận. Thái Thuận sinh năm Tân Dậu năm 1441, chưa rõ năm mất, và hiệu là Lưu Khê, biệt danh là Lã Đường. Thì năm 35 tuổi, ông đã đỗ đệ tam giác đồng tiến sĩ khoa Ất Mùi năm 1475 ở niên hiệu Hồng Đức thứ sáu đời vua Lê Thánh Tông. Về cái tác phẩm Lã Đường Thi Tập này thì
Đây là một cái tác phẩm thi tập của Thái Thuận. Hiện nay thì nó chỉ còn lại 296 bài thơ được viết trong cái tác phẩm Lã Đường thi tập này. Cô mời các em ghi bằng. Phần văn học. Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế. Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. Văn thơ thời Lê Sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc. Sau phần ghi bài của nội dung văn học, chúng ta sẽ chuyển phần tiếp theo, đó là phần khoa học nhé. Phần khoa học thì sẽ bao gồm khoa học sử học, địa lý, y học, toán học. Thì đây là những cái thành tựu tiêu biểu của lĩnh vực khoa học. Sử học chúng ta có bài Việt Tử Ký Toàn Thư, địa lý có Dư Địa Chí, Hồng Đức Bản Đồ. Về toán học thì có Đại Thành Toán Pháp và Lập Thành Toán Pháp. Cô mời các em ghi bài. Sau phần ghi bài của nội dung khoa học, chúng ta sẽ tiếp tục phần nghệ thuật. Về nghệ thuật thì có các loại hình nghệ thuật sân khấu như là tuồng, chèo. Đây là hình ảnh minh họa cho nghệ thuật hát chèo, một loại hình nghệ thuật sân khấu phổ biến ở miền Bắc. Đây là loại hình nghệ thuật múa rối nước, một loại hình nghệ thuật dân gian của nước ta. Về kiến trúc và điêu khắc thì qua cái tượng voi chầu bằng đá ở Lam Kinh, Thanh Hóa, chúng ta có thể nhận thấy là nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc ở thời Lê Sơ thì mang cái phong cách là thối đồ sộ. Cô mời các em ghi bài ở phần nghệ thuật. Với cái nội dung nghệ thuật trong phần Ba La Mã tình hình văn hóa giáo dục đã kết thúc cái phần hai La Mã và Ba La Mã của bài 20. Cô chúc các em luôn vui khỏe, học tập tốt và ghi bài đầy đủ, và mong rằng sẽ sớm được gặp lại các em ở trường học nhé. Cô thân chào các em.